Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục với các bạn với cái code VBA lọc dữ liệu không trùng. Hôm trước mình có giới thiệu các bạn có nhiều phương pháp lọc dữ liệu không trùng. Có thể mình dùng cái remove duplicate của thằng sẵn có Excel. Đó, mình sẽ đi con macro hoặc là hay dùng đó là dictionary. Nhưng bài hôm nay mình sẽ không dùng hai cái đó mà mình sẽ dùng mảng. Thì mình sẽ dùng như thế nào? Mình sẽ làm từ đầu cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ insert một cái module, đúng không ạ? Mình sẽ show ra đây cho các bạn dễ nhìn. Đó. Thì mình sẽ gì? Viết một cái sub lọc trùng. Thì đầu tiên ấy các bạn phải có đầu vào, đúng không ạ? Đầu vào thì sẽ có gì? Chúng ta khai báo đầu vào là gì? Data. DT mình viết DT nhé. Là một, mình đưa cái đơn cái dữ liệu này vào một cái mảng gọi là data đó. Sau đó là ngoài ra mình phải có một cái kết quả. Kết quả thì các bạn khi nào mà các bạn tốt nhất là để vào một mảng cho dễ, thì cũng mình có một kết quả mảng, đúng không ạ? Đó, ok, tức là mình có data và có kết quả. Thì việc đầu tiên chúng ta gì, vì cái dữ liệu bây giờ mình làm tổng quát luôn là dữ liệu của mình hiện tại 35 dòng, nhưng mà có thể dữ liệu của mình sẽ thay đổi nhiều để hơn, thì mình có một biến gọi là macro integer, đúng không ạ? Thì ta xác định biến dòng cuối cùng, mình sẽ đã có một cái video xác định dòng cuối cùng rồi, thì này mình cứ nhanh thôi. Dòng cuối cùng mình sẽ là code A sẽ là gì ạ? Là code A. Chúng ta thì thường xác định dòng cuối cùng code A sẽ bằng cách là gì ạ? Đi từ dưới cùng của code A lên n x n up, đúng không ạ? Đi từ đó. Các bạn có thể kiểm tra một cách để copy cái này. Bạn gõ ở dưới hoặc chấm 3. Đúng, 35 chưa ạ? Đó, đúng kết quả luôn. Thì chúng ta đưa kết quả gì? DT sẽ vào range của mình sẽ là từ A 2 đến A 5 row, đúng không? Đó. Thì đây mình mới đưa cái data chúng ta vào mảng thôi. Làm thế nào để đưa lọc trùng và đưa vào kết quả? Thì các bạn để ý này, cái kết quả chúng ta thì chắc chắn cái độ cái số lượng nó sẽ bằng cái thằng data này, đúng không ạ? Thì mình sẽ khai báo này, mình sẽ khai báo chiều của cái mảng kết quả sẽ là gì? 1 2 bao là số lượng của thằng data. Vì đây là có một kết quả mình chỉ có một code thôi, thì mình sẽ một trong một đó, mình sẽ khai báo này. Thì để kiểm tra trùng hay không thì các bạn phải gì ạ? Đi từng cái hàng này, tức là từng phân tử của thằng data này, tức là như thế nào. Chúng ta sẽ có dùng một biến đi một tu đến từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng của data, đúng không ạ? Đến hết. Thì bây giờ trích trùng như nào? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từng phần tử này có trong cái mảng kết quả không. Khi mình khai báo mảng kết quả này, nó sẽ là mảng rỗng, nó gồm các phần tử rỗng. Đó, ở đây là ví dụ ở đây nó có 34 phần tử, 34 phần tử rỗng, đúng không ạ? Thì mình chỉ đơn giản là gì, kiểm tra cái phần tử trong cái data này có nằm trong cái kết quả này không. Nếu mà nằm thì chứng tỏ đã có giá trị rồi, thì chúng ta không ép vào cái đưa vào kết quả nữa. Nếu mà nó không có trong kết quả thì chúng ta đưa vào kết quả, đúng không ạ? Hiểu đơn giản như thế. Thì muốn kiểm tra xem cái dữ liệu đấy nó nằm trong kết quả không thì ta cũng dùng một biến nữa, là for một biến gì bằng một tu tu ba của kết quả, đúng không ạ? Đây. Đó. Thì mình phải có hai biến y s integer. Mình cứ làm sao nó chạy được đã, còn rút gọn được kiểu là mình có thể tăng tốc độ hơn thì tính sao, đúng không ạ? Tức thì chúng ta sẽ kiểm tra từng phần tử trong bảng data có nằm trong cái bảng kết quả của mình không. Đó, thì chúng ta sẽ gì, nếu nằm hay không chúng ta dùng một cái biến là y trùng, tức là
trùng hay không? Boolean, đúng không? Yes, boolean. Boolean tức là đúng hay không đấy. Nếu mà trùng thì là chả chu, không trùng chả khôn. Thì trước khi ta kiểm tra đi trùng, trước khi kiểm tra thì lúc nào cũng xét cái trùng này bằng fail, tức là không trùng đã. Thì ta đang nạp if gì data ADT, if ta dùng là if đúng không ạ? Thằng kết quả này, thằng di cột 1 và bằng với data hàng y cột 1 len and if đúng không ạ? Nếu mà cái thằng data này có trong kết quả thì là trùng đúng không ạ? Tức là bằng nhau đấy, thì y trùng sẽ là gì? Tức là tôi thấy có cái thằng này này, ví dụ tôi dạy bằng 4 này, nó có rồi thì nó trùng, không có thì nó là fail đúng không ạ? Bạn cứ chạy, khi trùng rồi thì bạn không cần check nữa đúng không ạ? Thì bạn gì exit này, tôi thấy trùng rồi mà tôi cần không cần check nữa, vì mục đích tôi là check trùng. Tôi thấy trùng rồi thì tôi exit cái vòng for, tôi kiểm tra trong kết quả này đi. Đó, next. Đó, thì bây giờ đến bước này bạn sẽ kiểm tra là nó trùng rồi đến exit for nhé. Thì bây giờ đến bước này kiểm tra này, if mà nếu mà check trùng y trùng, tức là check trùng ấy bằng fail, bằng fail tức là nó không trùng, thì gen if đúng không ạ? Thì ở đây mình muốn là cái gì, đưa kết quả vào từng lần lượt theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Thì ở đây mình sẽ có một cái biến gọi là biến KSInterger để lưu lại cái vị trí của từng đánh, tức là chúng ta sẽ lưu thứ tự theo thứ tự. Thì chúng K sẽ bằng gì? A cộng 1. K mặc định nếu mà chúng ta không xét thì nó sẽ bằng 0. Thì nếu mà không trùng thì cái phần tử đó sẽ là phần tử thứ K cộng 1. Tức nếu mà phần tử đấy, phần tử đầu tiên thế nào là 0 cộng 1 sẽ là phần tử thứ 1. Thì kết quả giữa K 1 sẽ bằng gì? DT Y cộng 1. Đó. Thì chúng ta cứ chạy liên tục, cứ chạy vòng lặp từng phần tử một kiểm tra trong cái này. Thì khi mà đã kiểm tra hết rồi thì nếu mà tồn tại thì ở đây chúng ta sẽ gì? Bây giờ chúng ta sẽ fill kết quả ra đây. Đúng không? Kiểm tra xem nhá, kết quả. Mình sẽ fill kết quả vào ô C2. Thì bạn sẽ có gì? Range C2. Chúng ta gì? Resize. Có bao nhiêu kết quả chúng ta sẽ là gì, có bao nhiêu phần tử không trùng sẽ là K. Cột chúng ta chỉ có một cột thôi, sẽ bằng kết quả, đúng không ạ? Đấy, chúng ta phi kết quả này, có bao nhiêu cái không trùng thì là K, vì chúng ta dùng cái đấy không trùng mà nó là điền một kết quả chạy này. Mình sẽ dùng F5 hoặc là nút đây, sao lại không thấy cái cân này. Rồi mình sẽ ấn đi F5. Cái này mình đang dùng cái phần mềm quay nên là nó sẽ không chạy được cái run này. Đây, mình sẽ chọn F5. Đó, xin mình ra kết quả này, các bạn kiểm tra không trùng đúng không ạ? Bây giờ mình kiểm dùng cái chức năng remove duplicate để kiểm tra trùng hay không. Đó, chúng ta data remove duplicate, ok. Số lượng gì ạ? Giống nhau, kết quả bằng nhau, chúng ta code chúng ta đã chạy rất ok đúng không ạ? Đấy, rất đơn giản thôi, code chúng ta thì không cần về bao to bóng lớn, không cần biết decision tree gì cả. Chúng ta chỉ cần một cái chút cái tư duy thôi là được. Ở đây thì chúng ta có thể cải tiến nhanh hơn nữa không? Thì mình ở đây này, đây nhá, mấy bạn sẽ chạy gì từ phần tử thứ nhất cho đến phần tử cuối cùng của kết quả đúng không? Như thế thì mình nghĩ là không cần. Vì sao? Vì là mình kiểm tra ra là thực sự nha, nếu mà khi các bạn khai báo này, cái bảng kết quả này là tất cả các phần tử nó rỗng rồi, mình chỉ muốn kiểm tra cái phần tử không rỗng thôi, tức là phần tử nó có giá trị này. Đó, thì mình sẽ kiểm tra kiểu gì? Thay vì cái mình sẽ duyệt từng tất cả phần tử trong mặt kết quả, chúng ta chỉ kiểm duyệt những cái phần tử mà có trong những phần tử mà có trong cái phần tử mà có giá trị. Thì
thì chỉ mình chỉ cần có phần tử có giá trị, đây chính là k. Nhưng mà nếu k đây ban đầu nó là không, đúng không ạ, thì như thế không, nó sẽ báo lỗi vì chúng ta khai báo là phần tử của nó là từ 1. Thì ở đây chúng ta sẽ sửa một tí như sau: redeem chúng ta sẽ có set k bằng 1 luôn, không phải k bằng 0 nữa, chúng ta 1 từ 1. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ set giá trị ở trước mà cái đưa cái biến tăng cái biến này sau. Xong bây giờ mình sẽ run đó. Mình nghĩ thế này, nếu với dữ liệu data lớn thì cái này sẽ giải quyết nhanh hơn nhiều so với cái dùng mảng này nhanh lắm, nên là không phải nhanh hơn nhiều được, nhưng mà chắc chắn là sẽ nhanh hơn. Đấy là một cách để mình cải biến cái code. Ok, thì thế thôi nhỉ. Cảm ơn các bạn.